một đài hoa to ngát hương, thắp sáng trong tim niềm khát vọng, bằng tình thương dành hết cho mặt trời nhỏ mà cô yêu sâu. Mầm non hạnh phúc ngon nghèo là ước mơ xanh tuổi thơ, là vội tin trong giấc mơ, là tiếng hát bay xa ngát hương hoa mùa xuân. Mầm non hạnh phúc ngon nghèo là mong hoa của tuổi thơ, từ bao yêu thương hôm nay để những cánh chim bay tới tương lai ngày mai. Quý vị là kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ thành công sự sắc. Kính thưa quý vị thân mến, ngay sau đây xin phép được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với các tiết mục văn nghệ chào mừng gồm chùm các ca khúc
một hào khí Việt Nam, sáng tác Dolly Thắng, biểu diễn Minh Đức, Trung Kiên đơn vị kết nghĩa cùng tốp múa. 2. Bài ca Người giáo viên nhân dân, sáng tác Hoàng Vân, biểu diễn cô giáo Minh Nguyệt cùng tốp múa. 3. Nhảy Ta Chu Ta Cha, biểu diễn các bé khối 5 tuổi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay để chào đón ba tiết mục văn nghệ chào mừng mở màn, xin mời.
Oh,
You can't.
sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thành, biểu diễn của Top Gala Nữ cùng Top Múa. Xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các tác phẩm tiếp theo ra sân khấu.
ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đội văn nghệ đã có những tiết mục đặc sắc trong buổi lễ hôm nay. Xin gửi tới các cô giáo, các đồng chí bộ đội và các cháu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công. Chương trình lễ khai giảng năm học 2022-2023 và đón bằng công nhận trường mầm non Lan Thượng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 xin được bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ. Trưởng các ban ngành, đoàn thể, ban giám hiệu trường tiểu học,
trường trung học cơ sở, các ông bà là bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư trong toàn xã cũng đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đến dự buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có đơn vị kết nghĩa tiểu đoàn 1, lữ đoàn 214, các công ty doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn xã, các đồng chí nguyên là cán bộ, quản lý, giáo viên của nhà trường, các công ty cung ứng thực phẩm, ban đại diện cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình làm việc tiếp theo như sau. 1. Báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia và khai giảng năm học 2022-2023. 2. Công bố quyết định trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 3. Lãnh đạo cấp trên trao bằng trường chuẩn quốc gia mức độ 1. 4. Đại biểu cấp trên tặng hoa chúc mừng và phát biểu ý kiến. 5. Lãnh đạo địa phương phát biểu cảm ơn và bế lạc mạc buổi lễ. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Vũ Thị Hạnh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng năm học 2022-2023 và báo cáo kết quả trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa ông Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Kính thưa ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương. Kính thưa bà Đặng Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các cô giáo và các cháu học sinh. Năm học 2021-2022, mặc dù diễn biến dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp, tuy nhiên cô và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích như tập thể lao động tiên tiến, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn vững mạnh, đoàn thanh niên vững mạnh, có 5 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 đồng chí đạt giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 100% trẻ được an toàn về mọi mặt, 100% trẻ đạt yêu cầu của độ tuổi, 100% các lớp hoàn thành kế hoạch năm học, đã tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa cho trẻ như lễ hội mùa xuân, tiệc buffet, Tết Hàn Thực, các hoạt động trải nghiệm ngày 22 tháng 12, ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngày 19 tháng 5, vân vân. Trong năm học vừa qua, nhà trường cũng mạnh dạn tham mưu với các cấp đầu tư kinh phí tu sửa cơ sở vật chất trường lớp, sân vườn, mua sắm thêm đồ dùng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, cải tạo môi trường hoạt động cho trẻ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng các cháu học sinh. Năm học 2022-2023, trường mầm non An Thượng tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây. 1. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đáp ứng được chương trình giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. 2. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức nhà giáo, giáo dục lòng yêu nghề mến trẻ, tăng cường công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, tạo cảnh quan sư phạm nhà trường xanh, sạch, đẹp, một sân chơi bổ ích và lý thú với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu. 3. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị đáp ứng được mục tiêu giáo dục mầm non trong thời kỳ đổi mới. 4. Tích cực vận động và kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức xã hội, hội cha mẹ học sinh cùng chăm sóc giáo dục trẻ. 5. Đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục, coi trọng việc xây dựng nền nếp kỷ cương, quyết tâm ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong trường, phấn đấu duy trì trường đạt tập thể lao động tiên tiến. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cô giáo và các cháu học sinh yêu quý, trong niềm vui hân hoan chào đón năm học mới, nhà trường và địa phương cũng rất phấn khởi khi tại buổi lễ ngày hôm nay được đón nhận bằng công nhận trường mầm non An Thượng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thay mặt cho tập thể sư phạm nhà trường, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mầm non An Thượng có 3 điểm trường với 20 nhóm lớp, được phân chia đúng độ tuổi với 420 cháu học sinh. Nhà trường có 47 cán bộ giáo viên nhân viên, trình độ trên chuẩn là 85,1%, có 5 cô đang theo học các lớp đại học để nâng cao trình độ. Chi bộ ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo cán bộ giáo viên tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ quản lý. Hội đồng nhà trường và các tổ chức đoàn thể, chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định, phối kết hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các hoạt động của nhà trường. Chi bộ đảng nhiều năm liền đạt danh hiệu hoàn thành, đạt chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên luôn đạt vững mạnh.
Nhà trường xác định đội ngũ là yếu tố tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nên đã chú trọng xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, nhiệt huyết, sáng tạo trong giảng dạy. Hiện nay trường có đủ số lượng và đảm bảo về cơ cấu giáo viên, nhân viên. Hàng năm có từ 38 đến 40 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có từ 5 đến 7 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 đến 3 cán bộ giáo viên được lấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố, 30 đến 35 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 5 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 6 đến 7 cán bộ giáo viên có sáng kiến xếp loại cấp thành phố, 100% giáo viên xếp loại khá và tốt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non An Thượng ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, được ăn bán trú tại trường, được chăm sóc theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và được khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường. Số trẻ được cân đo đạt 100%, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường hàng năm đạt 98%. Hàng năm tỷ lệ học sinh dưới 5 tuổi đều đạt yêu cầu theo mục tiêu của độ tuổi. Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục 100%. Đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh môi trường, 100% nhóm lớp đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Khuôn viên trường lớp được quy hoạch khang trang, gọn gàng. Nhà trường luôn được các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường học. Tổng kinh phí xây dựng để hoàn thiện các công trình theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia là 2 tỷ 230 triệu đồng, trong đó có cả nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Hội phụ huynh học sinh thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, ủng hộ nhà trường cả về vật chất lẫn tinh thần, tiêu biểu như gia đình bà Duyên, gia đình ông Thủ, gia đình anh Ngọc, gia đình ông Lãng, v.v. Các công ty doanh nghiệp luôn quan tâm như ngân hàng Agribank, công ty Thịnh Vượng 66, công ty Đông Bắc Hải Dương, v.v. Giáo viên và phụ huynh ủng hộ hàng trăm ngày công lao động. Kết quả công tác xã hội hóa giáo dục đã góp phần lớn vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường và là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Kính thưa các quý vị đại biểu, với những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành, ngày 15 tháng 11 năm 2021, trường mầm non An Thượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Có được những thành tích trên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của thành phố, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, ban giám hiệu các trường mầm non trong toàn thành phố. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã. Các đồng chí nguyên là cán bộ quản lý của nhà trường đã quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo tạo điều kiện cho trường trong suốt những năm qua và tổ chức buổi lễ long trọng này. Cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà trường, các bậc học, cha mẹ học sinh. Xin cảm ơn Đài Phát thanh thành phố Hải Dương, Đài Truyền thanh xã An Thượng đã tới dự chia vui và đưa tin về thành tích và hoạt động của nhà trường. Và cuối cùng, xin biểu dương các cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường đã đem hết khả năng, lòng nhiệt tình, lương tâm và trách nhiệm để chăm sóc, giáo dục các cháu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Một lần nữa, xin tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay giòn giã để chúc mừng những kết quả rực rỡ mà cô và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các cô giáo và các cháu học sinh yêu quý, một năm học mới đã đến. Tôi mong rằng mỗi cán bộ giáo viên trường mầm non An Thượng hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì học sinh thân yêu, xứng đáng mỗi thầy cô giáo làm tấm gương tự học và sáng tạo. Kính mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh. Có được như vậy, chắc chắn năm học 2022-2023 sẽ thành công tốt đẹp. Thay mặt cho Hội đồng Sư phạm nhà trường, tôi xin phép được gửi tới quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và xin hứa trước các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh học sinh, trường mầm non An Thượng nhất định sẽ phát huy được những điều kiện thuận lợi đã và đang có, khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin gửi tới các thầy cô giáo lời chúc mừng thắng lợi, chúc các cháu học sinh chăm ngoan học giỏi, chúc năm học mới tràn đầy niềm vui. Tôi xin thay mặt nhà trường tuyên bố năm học 2022-2023 chính thức bắt đầu.
Chúng ta sẽ cùng nhau ngẫu hứng theo nhạc. Khi nhạc dừng thì động tác của chúng ta cũng dừng. Và khi nhạc bật lên thì các con sẽ cùng nhau hưởng ứng cũng như ngẫu hứng cùng với đoạn nhạc này, có được không ạ? Cô giáo giúp công nghệ hỗ trợ với các bạn nhá. Chúng mình sẵn sàng chưa? Trò chơi 3, 2, 1, bắt đầu! Sau đây tôi xin công bố quyết định về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban dân tỉnh Hải Dương số 3305 Hải Dương ngày 15 tháng 11 năm 2021 quyết định về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ thông tư số 19 ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1439 ngày 8 tháng 11 năm 2021 quyết định điều 1 công nhận trường mầm non An Thượng, xã An Thượng, thành phố Hải Dương đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Điều 2 thời hạn công nhận là 5 năm kể từ ngày ký. Điều 3, Chánh văn phòng Ủy ban dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban dân xã An Thượng và Hiệu trưởng trường mầm non An Thượng căn cứ quyết định thi hành, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ký Triệu Thế Hùng. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã An Thượng, bà Vũ Thị Hạnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban dân xã và Ban giám hiệu nhà trường mầm non An Thượng lên sân khấu đón bằng công nhận. Xin trân trọng kính mời công chí. Trọng kính mời đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, thay mặt cho lãnh đạo thành phố lên trao bằng và tặng hoa chúc mừng nhà trường. Trọng kính mời đồng chí. Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy.
ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các ban ngành, đoàn thể đã dành thời gian về dự tặng hoa và chúc mừng trong nhà trường trong ngày lễ trọng đại này. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Hôm nay, trường mầm non An Thượng vinh dự được chào đón sự hiện diện quý báu của đồng chí lãnh đạo. Đây là một món quà vô cùng quý giá, động viên tinh thần của cô và trò nhà trường. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo động viên buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Phạm Hồng Quân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Kính thưa các bác, các bậc phụ huynh, các thầy cô và các cháu học sinh yêu quý, hôm nay tôi và các đồng chí lãnh đạo thành phố hết sức là vui mừng phấn khởi được về dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của trường mầm non An Thượng, và đặc biệt hơn nữa là cũng là cái dịp và công bố quyết định 3305 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban tỉnh công nhận trường mầm non An Thượng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Có được cái thành tích như thế, trước hết là các đồng chí trong lãnh đạo thành phố xin ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ủy ban dân xã An Thượng, của các thầy, các cô, ban giám hiệu trường mầm non An Thượng đã hết sức nỗ lực cố gắng. Đặc biệt là chúng ta khi mà công nhận cái trường chuẩn, các đồng chí nhớ là vào cái thời điểm mà dịch bệnh đã bùng phát 2 năm, kéo dài 2 năm ở trên địa bàn thành phố, thì cái việc dạy và học của nhà trường đã khó khăn rồi. Thế nhưng mà với sự nỗ lực, quyết tâm, sự cố gắng, cái đoàn kết thống nhất của Đảng ủy, Ủy ban xã cũng như trường mầm non An Thượng thì chúng ta đã phấn đấu để đạt được cái thành tích có như ngày hôm nay. Hôm nay thì các cái thành tích thì tôi cũng đồng tình như báo cáo, trong cái báo cáo về của đồng chí hiệu trưởng trường mầm non việc đã trình bày. Thế và là cái ngày lễ khai giảng, xin do lẽ là xin phép các đồng chí cũng như là các bậc phụ huynh để dành những thời gian cho các con với cái vai trò lấy các con làm trung tâm trong cái sự nghiệp giáo dục đào tạo. Ở đây thì tôi chỉ mong muốn và lưu ý Thành ủy cũng đã có nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục của thành phố, đấy là nghị quyết 39. Và sau một năm thực hiện thì có thông báo 412 để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở thành phố. Thế và trong năm học vừa qua thì cùng với sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo thành phố, các cơ quan chuyên môn của ủy ban, lãnh đạo ủy ban thành phố, thế và đặc biệt là cái sự đóng góp của các thầy, các cô và tất cả các nhà trường, thì phong trào giáo dục của thành phố Hải Dương có những bước tiến bộ rất đáng ghi nhận được tỉnh đánh giá. Mà dịch bệnh đã bùng phát 2 năm, kéo dài 2 năm ở trên địa bàn thành phố, thì
cái việc dạy và học của nhà trường đã khó khăn rồi. Thế nhưng mà với cái sự nỗ lực, quyết tâm, sự cố gắng, cái đoàn kết thống nhất của Đảng ủy, Ủy ban xã cũng như trường mầm non An Thượng thì chúng ta đã phấn đấu để đạt được cái thành tích có như ngày hôm nay. Hôm nay thì các cái thành tích thì tôi cũng đồng tình như báo cáo, trong cái báo cáo về của đồng chí hiệu trưởng trường mầm non An Thượng đã trình bày. Thế và là cái ngày lễ khai giảng, xin cho lẽ là xin phép các đồng chí cũng như là các bậc phụ huynh để dành cái thời gian cho các con với cái vai trò lấy các con làm trung tâm trong cái sự nghiệp giáo dục đào tạo. Ở đây thì tôi chỉ mong muốn và lưu ý thành ủy cũng đã có nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục của thành phố, đấy là nghị quyết 39. Và sau một năm thực hiện thì có thông báo 412 để tiếp tục đổi mới và nâng cao cái chất lượng giáo dục đào tạo ở thành phố. Thế và trong năm học vừa qua thì cùng với sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo thành phố, các cái cơ quan chuyên môn của ủy ban, lãnh đạo ủy ban thành phố, thế và đặc biệt là cái sự đóng góp của các thầy, các cô và tất cả các nhà trường, thì phong trào giáo dục của thành phố Hải Dương có những bước tiến bộ rất đáng ghi nhận, được tỉnh đánh giá. Thế và chúng ta có quyền tự hào về những cái việc mà chúng ta làm được. Tuy nhiên ấy thì cũng phải thấy rằng những cái gì mà chúng ta làm được thì tự hào, nhưng mà chúng ta không được bằng lòng với cái kết quả mà chúng ta đã làm được. Cái kết quả đấy chỉ là bước đầu. Thế và chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Ở đây thì đối với bậc mầm non ấy, hôm nay có các thầy, các cô, các cái cụ, thì tôi cũng rất muốn truyền đến một cái thông điệp là có lẽ là thế hệ mầm non là bước vào đầu tiên, cho nên các cô là những người đặt những viên gạch đầu tiên về tri thức, và không chỉ là tri thức mà còn là kỹ năng sống và còn là thể chất. Cho nên là chúng ta phải làm sao ấy, với cái mục tiêu lấy học trò làm trung tâm, và các con bắt đầu chập chững bước vào tiếp xúc với môi trường xã hội là từ mầm non, thì hết sức quan tâm cố gắng. Đối với thế hệ tương lai của đất nước đã cố gắng rồi, thì đối với mầm non còn phải cố gắng hơn nữa. Mặc dù chúng tôi cũng rất hiểu là hiện nay thì trong công tác giáo dục nói chung và đặc biệt với giáo viên mầm non thì chế độ chính sách còn rất nhiều cái thứ hạn chế, chưa đáp ứng được cái mong mỏi cũng như là tương xứng với cái sức lực của các thầy, các cô đã bỏ ra vì các con. Vất vả lắm, càng cấp học dưới thì càng vất vả. Thì cái đó thì lãnh đạo thành phố chia sẻ, nhưng mà cũng đề nghị các cô là cũng phải chia sẻ với thành phố là có những cái thuộc về quy định rồi, chúng ta muốn làm được thì phải có quá trình, phải có sự sửa đổi mà cấp cao hơn, chứ không phải là thành phố mà quyết định được. Cho nên là hơn ai hết, đã gắn với nghề thì yêu lấy nghiệp. Rất mong rằng là đã theo đuổi cái nghề này thì các cô sẽ hết sức quan tâm, coi các cháu, các con như con em của mình, có cái sự thương yêu bằng tình thương để chăm lo cho các con. Thế và ở đây nó bằng những cái việc rất cụ thể. Ở lứa tuổi các con ấy thì tôi nghĩ rằng là cái mà trau dồi tri thức cũng là cần thiết. Nhưng để cho các con ấy được sống với cái tuổi thơ của mình, được chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ, thì kể cả cái bếp ăn, bữa ăn bán trú, từ cái sinh hoạt cá nhân cũng phải được hết sức quan tâm. Và tôi rất là mong rằng cái này như là lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, thế rồi lãnh đạo xã An Thượng hết sức quan tâm. Ngoài cái sự nỗ lực cố gắng của các cô ở nhà trường cũng như là các cái địa phương khác, thì cần phải có cái sự nỗ lực, cái sự quan tâm, và như cô Hạnh phát biểu đấy, là của các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở.
Nay có cả anh Thắng, anh Hiểu ở đây rồi, thì đề nghị các anh quan tâm và quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục. Hôm nay thì là 2 trong 1 là lễ khai giảng và như là đón bằng chuẩn quốc gia. Thế nhưng mà tôi đề nghị là ngay sau hôm nay, ngày mùng 5 là ngày hội đưa trẻ đến trường, thì nhà trường cũng như tất cả các trường mầm non khác tiếp tục tổ chức cái ngày hội đến trường của các con thật tốt, để làm sao mà xứng đáng với cái điều mà phụ huynh cũng mong muốn, và đặc biệt là gieo vào các con ngay từ ngày đầu đến trường, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Với cái tinh thần như thế thì nhân cái dịp Tết độc lập chuẩn bị đến và chuẩn bị chào đón ngày hội đến trường của các con, thay mặt cho lãnh đạo thành phố một lần nữa kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các con, các thầy, các cô có ngày Tết độc lập vui vẻ, hạnh phúc, và chúng ta bước vào một năm học mới với nhiều cố gắng mới và nhiều cái thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn. Vinh dự cho buổi lễ đã được đón đồng chí Bí thư Thành ủy về dự, phát biểu và động viên chỉ đạo nhà trường. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thượng, đại diện lãnh đạo địa phương lên phát biểu cảm ơn và bế mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố. Kính thưa đồng chí Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. Kính thưa đồng chí Đặng Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh yêu quý. Hôm nay trong không khí hào hùng của ngày thu lịch sử, trong tâm thế rộn ràng náo nức của nhân dân cả nước với ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, cô và trò trường mầm non An Thượng phấn khởi tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và khai giảng năm học mới 2022-2023. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã An Thượng, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc cô và trò nhà trường một năm học đổi mới thành công. Kính thưa các vị đại biểu, trong những năm học vừa qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng cô và trò trường mầm non An Thượng đã rất nỗ lực, cố gắng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hàng năm có từ 400 đến 420 học sinh đến trường với 20 nhóm lớp, bảo đảm tốt cho sức khỏe, cho trẻ về sức khỏe và kiến thức cần đạt ở mỗi cấp độ tuổi. Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó 85,1% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, tôi nhiệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cô trò đã đạt được trong những học vừa qua. Kính thưa các vị đại biểu, kể từ khi sắp nhập đến nay, cô và trò trường mầm non An Thượng đã không ngừng phấn đấu trên tất cả các mặt. Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ mà các năm học đã đề ra. Các cháu được theo dõi về sức khỏe bằng biểu đồ và khám sức khỏe định kỳ. 100% các cháu đạt chuẩn về chiều cao, cân nặng, không có trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi. 100% trẻ có độ tuổi được khảo sát đều đạt yêu cầu về cấp độ tuổi về 5 lĩnh vực phát triển của trẻ. 100% giáo viên đạt chuẩn, số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đạt 85,1%. Nhiều năm liền, trường được công nhận là tập thể xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn vững mạnh xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật khác trong những phong trào thi đua của các ngành, các cấp hội thi đua trong các tổ chức. Những thành quả to lớn đấy đã được đền đáp xứng đáng để ngày hôm nay, đúng vào dịp cả nước hân hoan chào đón năm học mới, trường ta vinh dự được đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là danh hiệu mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng cho thầy và trò, là nguồn cổ vũ động viên khích lệ to lớn, đồng thời cũng là ghi nhận sự thành quả mà bao thế hệ cô trò nhà trường trong suốt những chặng đường vừa qua đã phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của riêng cô và trò nhà trường, mà còn là niềm tự hào của nhân dân xã An Thượng. Bởi lẽ để có được thành quả đó, bên cạnh những quá trình phấn đấu, cố gắng dạy học của cô và trò nhà trường, không thể không kể tới sự quan tâm,
sát sao cổ vũ, khích lệ và giúp đỡ kịp thời của cả vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân đã theo sát từng bước của nhà trường trong chặng đường qua. Đây là phần thưởng cao quý và hoàn toàn xứng đáng với quyết tâm, sự phấn đấu, rèn luyện một cách nghiêm túc của toàn thể đội ngũ giáo viên và các cháu học sinh trường mầm non An Thượng. Tôi xin chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả to lớn, sự phấn đấu không ngừng của tập thể cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường trong những năm vừa qua. Về dự với nhà trường, ngoài những bó hoa tươi thắm, các đại biểu còn mang đến những lời chỉ bảo ân cần, quý báu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân xã Thượng và nhà trường, tôi xin cảm ơn và nghiêm túc lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo quý báu và chân tình để tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới. Kính thưa đại biểu, các quý vị đại biểu, thế hệ trẻ hôm nay chính là ngày mai, là tương lai của đất nước. Vì vậy, sự nghiệp giáo dục luôn là nhân tố có tính quyết định của sự chuyển mình vươn lên với tầm cao mới của nhà nước trong ngày mai. Chính vì vậy, từ Đại hội 11 của Đảng ta đã xác định những nhiệm vụ của giáo dục đào tạo những năm mới là đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên là và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi giáo dục đào tạo, giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học. Để thực hiện trọng trách lớn lao ấy, trong thời gian tới, tôi mong rằng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường hãy không ngừng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt công tác quản lý và công tác nghiệp vụ chuyên môn theo hướng đổi mới hình thức và nội dung, tăng cường tự học, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng học và để ngày càng có nhiều tấm gương học sinh tốt, chăm ngoan, giành được vị trí cao hơn nữa trong các phong trào thi đua của các cấp. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực và sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trường mầm non An Thượng sẽ đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong mọi hoạt động để đưa nhà trường ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, chính quyền, các cấp và phụ huynh học sinh xa nhà. Cùng với những thành tích đó, mỗi năm học trôi qua của cô và trò sẽ luôn tràn ngập niềm vui, và chính niềm vui dạy và học sẽ là động lực mạnh mẽ để tập thể cô và trò nhà trường quyết tâm vươn cao, vươn xa hơn nữa. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhân buổi lễ long trọng này, tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban dân tỉnh Hải Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Thành ủy, Ủy ban dân thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tận tình quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của xã An Thượng chúng tôi, các cấp lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ban ngành, đoàn thể thành phố đã dành sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ một cách tích cực cho nhà trường từ ngày đầu mới thành lập cho đến ngày hôm nay. Về phía địa phương, với trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng với sự quan tâm giúp đỡ của thành phố, tôi hy vọng rằng cô và trò trường mầm non An Thượng sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được những kết quả, những thành tích cao trong năm học mới. Một lần nữa, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Thượng, chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh chúc sức khỏe thành đạt. Chúc các em học sinh học tốt, luôn là người con ngoan trò giỏi. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi lễ tại đây. Xin trân trọng cảm ơn. Để động viên cô và trò nhà trường trong ngày vui hôm nay, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã An Thượng, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thượng, đại diện lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời bà Vũ Thị Hạnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bà. Mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu lên chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường nhân buổi lễ ngày hôm nay ạ.
Thần tiên